Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo nha. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm toán lớp 5 trang 149 ôn tập về phân số tiếp theo nha. Giờ bài 1. Phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Như vậy người ta cho mình cái hình đúng không? Người ta hình chữ nhật chia làm 2 4 6 7 7 phần bằng nhau, trong đó người ta tô màu 3 phần đúng không? Như vậy là sẽ được bị người ta biểu diễn 3 phần 7 đúng không? Như vậy câu nào sẽ là câu đúng nè? Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy. Rồi như vậy là người ta tô màu 3 trên 7 ô. Như vậy là 3 phần 7 đúng không? Như vậy là câu D đúng không? Như vậy mình sẽ phân chọn câu D nha. Giờ mình qua bài 2 nha. Phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 8 viên bi vàng. Như vậy là thì 1 phần 4 số viên bi màu sẽ là như vậy mình sẽ chọn đáp án nào nè. Như vậy là có 20 viên bi, viên bi nâu là có 3 viên. Như vậy số viên bi nâu sẽ chiếm 3 phần 20 đúng không nè. Còn bi xanh là 4 phần 20, bi đỏ sẽ là 5 phần 20 và bi vàng là 8 phần 20. Giờ các em kiểm tra sau cái phân số nào sẽ bằng 1 phần 4. Rồi bài 2 này, các em có thể tạm dừng video qua làm khử trước bài 2. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 2 luôn nha. Như vậy là số viên bi nâu sẽ là 3 phần 20. 3 phần 20 thì mình không thể rút gọn được, mình để nguyên nha. Như vậy số viên bi xanh là 4 phần 20. 4 phần 20 mình sẽ rút gọn tử và mẫu cho 4 đúng không nè. 4 chia 4 được 1 và 20 chia 4 được 5. Vậy là 4 phần 20 1 phần 5 cũng không bằng 1 phần 4 vậy. Vậy là không phải nguyên bi xanh. Bây giờ số nguyên bi đỏ nhé. 5 nguyên bi đỏ sẽ chiếm là 5 phần 20 đúng không nè. Rút gọn cho 5, chia tử và mẫu 5. 5 chia 5 được 1, 20 chia 5 được 4. Như vậy là số nguyên bi đỏ chính là 1 phần 4 đúng không nè. Còn cái số biên quay bi vàng là 8 phần 20. Như vậy là mình chia tử và mẫu cho 4 thì sẽ được là 2 phần 5. Như vậy, kết quả câu mình sẽ là 5 phần 20, có nghĩa là số biên bi đỏ đúng không? Như vậy mình sẽ chọn đáp án là B đúng không? Số biên bi đỏ 5 phần 20 chính là 1 phần 4. Giờ mình sẽ chọn đáp án B nha. Giờ mình qua bài 3 nha. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau. Như vậy là mình muốn biết phân số nào bằng nhau thì trước hết mình phải đi rút gọn các phân số nào chưa rút gọn đúng không nè. Như vậy 3 phần 5 là rút gọn và tối giản và không rút gọn được nữa. 5 phần 8 cũng vậy. Như vậy 15 phần 25 mình sẽ rút gọn cho bao nhiêu nè. Số chữ số tận cùng là 5. Như vậy là 15 và 25 đều chia hết cho 5 đúng không nè. Rút gọn cho 5. 9 và 15 thì mình sẽ chia hết cho 3 đúng không nè. Phân số 20 phần 32 thì mình sẽ chia cho 4 đúng không? 20 chia 4 được 5, 32 chia 4 được 8 đúng không nè? Giờ còn 21 phần 35 thì mình sẽ giúp gọn cho bao nhiêu nè? 7 đúng không? 7 lần 3 21 và 7 lần 5 35. Như vậy 21 phần 35 mình sẽ giúp gọn cho 7 đúng không nè? Giờ bài cấp 3 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy là mình chưa hết mình sẽ rút gọn các phân số chưa tối giản nha. Như vậy 15 phần 25 mình sẽ chia tử và mẫu cho 5. 15 chia 5 được 3, 25 chia 5 được 5 đúng không nè. 9 phần 15 mình cũng rút gọn cho chia tử và mẫu cho 3. 9 chia 3 được 3 và 15 chia 5, 15 chia 3 được 5 đúng không nè. Như vậy 9 chia 3 được 3 và 15 chia 3 được 5 đúng nè. Như vậy mình rút gọn thành phân số 3 phần 5. 20 phần 32 thì mình sẽ chia tử và mẫu cho 4 đúng không nè. 20 chia 4 được 5. 32 chia 4 được 8 đúng không? 84 32. Giờ 21 phần 35 thì mình chia tử và mẫu cho 7. 21 chia 7 được 3 và 35 chia 7 được 5. Vậy mình rút được là phân số 3 phần 5 đúng không nè. Như vậy là mình có phân số 3 phần 5 sẽ đây. 3 phần 5 đây. Sẽ bằng 15 phần 25 đúng không? Rồi 9 phần 15 đúng không nè? Và 21 phần 35. Tất cả đều bằng 3 phần 5 đúng không nè? Rồi tiếp hết 5 phần 8
Bên này cũng giúp gọn cũng được 1 phần 8 như vậy, 2 phần 6 bằng nhau, đúng nè. Giờ bài 3 này, các em nào có làm đúng giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình qua bài 4 luôn nha. Giờ mình qua bài số 4 nha. So sánh các phân số 3 phần 7 và 2 phần 5. Như vậy mình thấy là hai phân số khác mẫu số, như vậy là mình phải quy đồng mẫu số thì mình mới so sánh được, đúng không nè. Rồi câu B là 5 phần 9 và 5 phần 8. Hai phân số cùng tử số thì mẫu số lớn thì phân số đó nhỏ hơn, đúng không nè. Còn phân số này là 8 phần 7 và 7 phần 8. Mình thấy là 8 phần 7 có nghĩa là tử lớn hơn mẫu, phân số này lớn hơn 1. Và 7 phần 8 tử nhỏ hơn mẫu, như vậy là phân số này nhỏ hơn 1. Như vậy phân số này chắc chắn số lớn hơn phân số này, đúng không nè. Giờ bài 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Rồi thầy sẽ làm bài 4 luôn nha. Như vậy là 3 phần 7 với lại 2 phần 5. Như vậy mình sẽ quy đồng mẫu số nha. Như vậy 3 phần 7 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5. Cái đây là mình tính nhép ở ngoài nha. 3 x 5 15 và 7 x 5 35, đúng không nè. Còn phân số 2 phần 5 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 7, đúng không nè. 2 x 7 được 14 và 7, 5 x 7 bằng 35. Như vậy mình rõ ràng là phân số 15 phần 35 sẽ lớn hơn 14 phần 35. Như vậy có nghĩa là 3 phần 7 sẽ lớn hơn 2 phần 5, đúng không nè. Như vậy chỗ này mình sẽ điền dấu lớn hơn, đúng không nè. Còn câu B thì 5 phần 9 với lại 5 phần 8. Hai phân số cùng tử số thì phân mẫu số lớn thì phân số đó nhỏ, như vậy chỗ này sẽ là dấu nhỏ hơn, đúng không nè. Còn đây là 8 phần 7, như vậy 8 lít. Tử số lớn mẫu số, như này lớn hơn 1, còn này nhỏ hơn 1. 7 nhỏ 7 nhân 8, tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số sẽ nhỏ hơn 1. Lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 suy ra phân số này sẽ lớn hơn phân số này, đúng không nè. Như vậy chỗ này sẽ là dấu lớn hơn, đúng không nè. Giờ bài 4 này có em nào làm đúng giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình qua cái bài 5 luôn nha. Giờ mình qua bài số 5 nha. Viết các phân số 6 phần 11, 23 phần 33 và 2 phần 3 theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy có nghĩa là mình phải so sánh cái nào bé nhất mình viết trước, rồi bé tiếp theo, rồi bé cuối cùng nha. Rồi như vậy mình muốn biết phân số nào lớn, phân số nào nhỏ thì mình phải quy đồng mẫu số, đúng không? Ba mẫu số với hoàn toàn khác nhau, tử số cũng khác nhau. Bây giờ mình buộc phải quy đồng mẫu số mình mới biết phân số nào nhỏ, phân số nào bé, phân số nào lớn, đúng nè. Còn câu B thì viết cái phân số 8 phần 9, 8 phần 11 và 9 phần 8 theo thứ tự từ lớn đến bé. Rồi như vậy là mình thấy là hai phân số này cùng tử số nha. Như vậy mẫu nhỏ thì phân số lớn, như vậy 8 phần 9 sẽ lớn hơn 8 phần 11, đúng không nè. Còn phân số 9 phần 8 này, mình thấy là 9 lớn hơn 8, tử số lớn hơn mẫu số này lớn, này sẽ lớn hơn 1. Còn hai phân số này là tử nhỏ hơn mẫu, nên hai phân số này nhỏ hơn 1, như vậy thằng này sẽ lớn nhất nè, đúng không? Rồi lớn thứ 2 và lớn thứ 3, đúng không nè. Rồi bài 5 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 5, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không. Giờ bây giờ thầy sẽ làm bài 5 câu A trước nha. Như vậy là thầy sẽ tính nhép, cái này phần tính nhép của mình quy đồng mẫu số, mình so sánh và mình quyết ra kết quả thôi nha. Như vậy là 6 phần 11 mình sẽ quy đồng mẫu số cho giống cái mẫu này là 33. Như vậy là nhân tử và mẫu cho 3, đúng không nè. 6 x 3 là 18, 11 x 3 bằng 33, đúng nè. Rồi 2 phần 3 này mình cũng phải nhân tử và mẫu cho 11 để cho cùng mẫu số với phân số này là 33, đúng nè. Như vậy 2 x 11 bằng 22, 3 x 11 bằng 33. Như vậy mình được 3 phân số, đúng không? 18 phần 33, 22 phần 33 và 23 phần 33. Người ta yêu cầu mình sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, như vậy là số này nhỏ nhất, có nghĩa là 6 phần 11 là nhỏ nhất, là 6 phần 11 mình quyết trước, đúng không? Rồi sau đến là 2 phần 3 và cuối cùng mới là 23 phần 33, đúng không nè. Giờ bây giờ mình sẽ viết kết quả vô tập của mình nha. Như vậy là mình đã tìm được là 6 phần 11 là số bé nhất, đúng không, là 18 phần 33 nè. Tiếp đến là 2 phần 3 là bé thứ hai, là cái này sẽ bằng 22 phần 33, đúng không, cuối cùng là 23 phần 33, đúng không nè. Giờ câu B thì mình thấy là 3 phần số là 8 phần 9, 8 phần 11 và 9 phần 8. Mình thấy là 9 phần 8, 9 lớn, tử số lớn mẫu số nên phân số này lớn hơn 1. Còn hai phân số này nhỏ hơn 1 thì số này sẽ lớn nhất, đúng không nè.
tiếp đến hai con số này cùng tử số khác mẫu số thì mẫu nhỏ thì con số đó lớn hơn. Như vậy 8 phần 9 sẽ lớn hơn 8 phần 1. Như vậy mình sẽ đã sắp từ lớn đến bé, đúng không nào? Do bài 5 này, có em nào làm đúng do kết quả giống như thầy, để lần xếp phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Video clip bài giảng đến đây là kết thúc. Các em nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng tiếp theo của thầy Liêm nha. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.